Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến video của NTD Công nghệ và mình là Đại. Khi các bạn click vào xem video này là mình biết các bạn đang có một cái mong muốn đó là đi kiếm tiền online và cụ thể ở đây là kiếm tiền trên nền tảng TikTok. Thế nhưng có sẽ có ngay một cái câu hỏi đặt ra trong đầu các bạn đó là các bạn là những cái người mà chưa từng bao giờ làm video, chưa từng biết làm video như thế nào cũng như là chưa từng có một kênh follow có quá nhiều follow. Đó, các bạn cũng cứ thường nghĩ là cứ phải kiếm tiền trên TikTok thì phải có trên 1.000 follow. Hoặc là có những cái bạn mà đang bán hàng ở trên TikTok thế nhưng mà các bạn lại không bán được hàng mà không kiếm được tiền, thì video này sẽ là video dành cho tất cả các bạn. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái kiến thức mà mình biết để giúp các bạn có thể kiếm được tiền từ trên nền tảng TikTok. Và hiện tại thì theo cái thống kê của TikTok thì có khoảng gần 400.000 người đã kiếm được tiền online từ cái hình thức, cái cách mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn đừng lo cái việc các bạn không biết làm video, các bạn đừng lo cái việc các bạn không có kênh TikTok có 1.000 follow. Tất cả những kiến thức đó mình sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết trong video này với mục đích mong muốn là mang cái kiến thức của mình có thể chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm thu nhập nhé. Và mình đảm bảo với tất cả các bạn, nếu như các bạn xem cái video này đầy đủ chi tiết và làm theo những gì mình hướng dẫn thì khẳng định các bạn sẽ kiếm được vài triệu một tháng là ít. Còn nếu như bạn nào sáng tạo thêm một chút thì các bạn có thể kiếm được số tiền là 10, 15, 20 triệu. Nó rất là đơn giản thôi nha các bạn nhé. Rồi vậy thì cụ thể chi tiết cách kiếm tiền online trên TikTok như thế nào thì các bạn hãy xem kỹ video này. Rồi sau đây xin mời các bạn ở phần cụ thể chi tiết trong video nhé. Trước tiên thì để bắt đầu video này thì mình xin chia sẻ với các bạn là video này sẽ hơi dài một chút. Mình sẽ chia video này ra làm các phần khác nhau. Các bạn sẽ theo từng phần một. Đó, thì cái cách mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái cách mà các bạn đi bán hàng ở trên TikTok. Các bạn khi mới xem video này thì các bạn đừng dừng lại ở đây nhé. Bởi vì các bạn nghe tiếng bán hàng, các bạn cứ nghĩ các bạn phải nhập hàng, các bạn phải là người có hàng, gói hàng, gửi hàng đi. Nhưng không, tất cả mọi thứ đó đi bây giờ đều không cần thiết. Các bạn có thể bán sản phẩm cho những người khác. Mình đã làm một vài cái video chia sẻ đến vấn đề này rồi, nhưng có rất nhiều bạn thì khi xem video đó các bạn không biết cách làm như thế nào. Các bạn không có cái nick có 1.000 follow thì làm sao mà bật được TikTok Shop, cũng như làm sao để có thể bán hạ sản phẩm cho người khác. Thì đây, các bạn có thể thấy nhá, hiện tại thì đây mình đang bán rất nhiều sản phẩm ở trên cái nick TikTok của mình. Tuy nhiên mình không phải là người gói hàng, không phải là người đóng hàng, cũng như không phải là người gửi cái hàng này đi cho khách hàng. Đó. Thì tuy nhiên thì cứ với mỗi một sản phẩm này được bán đi thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng nha các bạn nhé. Đó, nó rất là hay ở cái chỗ đó. Thì đây chính là một cái tính năng mà TikTok họ cho ra mắt để nhằm giúp tất cả mọi người ở trên nền tảng TikTok có thể kiếm được tiền. Đó, thì các bạn hiểu rằng đây chính là cái tính năng tiếp thị liên kết với TikTok nhé. Rồi, thì khi mà các bạn làm tiếp thị liên kết của TikTok thì các bạn cứ hiểu rằng là đây, các bạn cứ lôi cái sản phẩm về trên cái tường TikTok của bạn. Cái những sản phẩm này là của những người khác nhé, những cái người bán khác nhé, mình không hề bán những sản phẩm này, mình chỉ để nó vào trong cái nick TikTok này thôi. Đó, thì có nhiều bạn cũng biết cái tính năng này nhưng các bạn không có 1.000 follow cũng như là các bạn cũng không hiểu rõ là làm thế nào, làm video thế nào. Thì bây giờ bắt đầu nha các bạn nhé. Thì đối với tất cả các bạn mà đã có những cái nick TikTok mà có 1.000 follow trở lên thì các bạn hãy làm theo mình để bật. Còn những bạn nào mà có cái nick TikTok nhưng mà chưa có 1.000 follow thì các bạn hãy xem ở đoạn tiếp theo. Rồi, rất là đơn giản thôi. Các bạn nếu như các bạn mà muốn bật cái tính năng này lên với những cái nick nào mà có trên 1.000 follow rồi nhé các bạn nhé. Đây như của mình thì hiện tại là mình đang có hơn 18.000 follow rồi. Đấy, bạn nào mà chưa có một cái follow nào thì các bạn cũng có thể xem ở phía sau. Rồi, các bạn sẽ kích vào cái phần là ba gạch ở trên này. Các bạn sẽ kích vào phần công cụ cho tác giả. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần đó là cái phần TikTok Shop. Đó, các bạn kích vào đây. Đối với những bạn mà đủ mà cái nick của bạn đủ 1.000 follow thì các bạn kích vào đây là các bạn sẽ bật được cái tính năng TikTok Shop này lên. Đó. Các bạn bật được tính năng TikTok Shop này lên rồi thì nó sẽ có cái giao diện giống như thế này thôi. Rất là đơn giản là các bạn sẽ thêm được sản phẩm vào. Vì để có thể bật được tính năng này lên thì TikTok nó yêu cầu có 1.000 follow trở lên thì các bạn mới có thể bật tính năng này và lôi sản phẩm về nick của bạn để có thể bán được. Thế tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể bật được cái tính năng này lên mà không cần 1.000 follow nhé. Đây, mình sẽ lấy luôn một cái nick TikTok cực kỳ mới của mình, chưa có một cái có một follow nha các bạn nhé, chỉ có duy nhất một follow thì bây giờ mình vẫn có thể bật được cái tính năng này lên. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm theo mình để bật được cái tính năng tiếp thị liên kết ở trên TikTok với những cái nick mới như thế này. Thì các bạn hãy làm theo mình. Các bạn hãy bật cái, các bạn hãy lên cái CH Play nhé. Các bạn lên CH Play, các bạn tải cái ứng dụng về cho mình. Các bạn tải cái ứng dụng TikTok Seller. Đây, cái TikTok Seller này nó chính là một cái ứng dụng của TikTok, nó hay còn gọi là TikTok Shop cho nhà bán. Đó, thì bây giờ các bạn hãy tải cái này về và các bạn đăng ký một cái tài khoản. Đó, các bạn đăng ký một cái tài khoản để các bạn tạo một cái shop ở trên TikTok nhé. Các bạn không cần phải có hàng đâu, các bạn cứ tạo một cái nick TikTok đi. Đó, thì đây các bạn sẽ tạo một cái nick TikTok. Thì mình đã làm một cái video rất là rõ cho các bạn để các bạn có thể đăng ký cái nick TikTok rồi. Đây, các bạn có thể xem lại video này và mình sẽ để cái video này dưới phần bình luận mô tả video cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn sẽ tạo cái nick TikTok Seller, tức là TikTok Shop ấy. Đây, cái video này mình chia sẻ rất là rõ cái cách các bạn có thể tạo cái nick TikTok Seller này như thế nào. Thì sau khi mà các bạn đã đăng ký cái nick TikTok Seller này xong, tức là mở một cái shop
đó, mở cái shop ở trên cái nick, cái TikTok này rồi đó. Cái TikTok shop này nó không liên quan gì đến cái nick TikTok đâu nha các bạn nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã mở được một cái nick, một cái shop ở trên TikTok rồi nhá, tức là nó mở cái trên phần mềm TikTok Seller ấy, thì bây giờ các bạn hãy mở cái phần mềm TikTok Seller lên cho mình. Các bạn sẽ mở cái phần mềm TikTok Seller lên, thì cái phần mềm TikTok Seller này sau khi tạo tài khoản xong thì các bạn sẽ được truy cập vào đây. Đã, còn tạo tài khoản TikTok Seller nào thì các bạn xem lại video ở phía dưới này nhá. Đây mình sẽ để cái video đó cho các bạn xem ở phía dưới. Rồi, thì khi các bạn truy cập vào cái nick, vào cái TikTok Seller rồi thì các bạn hãy lưu ý các bạn bấm vào phần cài đặt cho mình. Các bạn hãy tìm đến cái phần là tài khoản TikTok được liên kết. Đó, thì các bạn sẽ kích vào đây để làm gì? Để các bạn liên kết cái tài khoản TikTok Seller này, tức là cái shop này là do các bạn tạo ra thôi, để các bạn lách cái cách là để bật được cái tính năng TikTok shop cho cái nick TikTok cực kỳ mới kia. Rồi, thì sau khi mà các bạn kích vào phần là tài khoản TikTok được liên kết này, các bạn sẽ nhìn thấy có cái phần là tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị. Thì hai cái này nó cũng không cần quan, các bạn cũng không cần quan tâm, các bạn kích vào cái nào cũng được. Bởi vì các bạn không bán hàng mà đây các bạn chỉ đang là đi kiếm tiền thôi, đang kiếm tiền nick TikTok thôi. Đó, thì các bạn hãy bật cái tính năng là tài khoản tiếp thị này lên, các bạn kích vào đây. Rồi, sau khi mà các bạn bật vào cái tính năng này thì các bạn nhớ nhá, nó sẽ có một cái phần là liên kết với tài khoản. Thì đây này, nó có một cái phần là nhập cái tài khoản TikTok. Đó. Nhập tên người dùng TikTok thì lúc này các bạn hãy lôi cái nick TikTok của các bạn ra. Cái nick TikTok mà chưa đủ 1.000 follow nhá các bạn nhá. Đó. Thì các bạn hãy bật cái nick TikTok này lên. Đây thì các bạn sẽ lấy cái tên này ở đây này, các bạn sẽ lấy cái phần này, đó. Cái phần là dưới cái ảnh đại diện của nick TikTok của bạn là cái gì? Thì các bạn hãy điền nó sang đây. Các bạn nhập nó sang cái phần TikTok Seller này nhá. Đó. Đây là cái cách để các bạn lách là chưa cần 1.000 follow thì các bạn cũng vẫn bật được cái tính năng TikTok Shop lên và có thể bắt đầu lôi sản phẩm về đây. Các bạn nhập cái tên sản phẩm, tên cái nick TikTok vào đây, ví dụ là Đại Trôn 2. Đấy, Đại Trôn 2 nhá. Đấy, ví dụ như thế này. Các bạn nhấn vào xong thì các bạn sẽ nhấn phần gửi lời mời. Các bạn nhấn gửi lời mời xong thì cái nick bên này các bạn tiếp tục làm cho mình. Đó. Thì sau khi mà các bạn nhấn gửi lời mời xong ấy thì các bạn hãy truy cập vào cái nick bên này nhá. Đây vừa mình đã gửi một lời mời rồi, bây giờ mình sẽ không gửi lại nữa. Đó. Thì đây, các bạn sẽ thấy nhá, khi mà các bạn đã liên gửi cái lời mời thì các bạn sẽ nhìn thấy ra trong cái phần TikTok Seller của bạn nó sẽ hiển thị như thế này. Đó. Là đã đang đợi xác minh trong vòng 48 giờ thì các bạn hãy quay lại cái nick TikTok này. Quay lại cái nick TikTok này, các bạn tiếp tục các bạn sẽ kích cái phần hộp thư cho mình. Đây các bạn sẽ kích phần hộp thư ở dưới này nhá. Đấy. Nó sẽ có một cái thông báo từ TikTok là muốn liên kết với tài khoản của bạn, các bạn kích vào đây. Sau khi các bạn kích vào đây thì các bạn hãy nhìn thấy đây này, nó có một cái hoạt động mới này, các bạn sẽ kích và xem hết tất cả các hoạt động này, các bạn nhìn thấy có phần hoạt động là kiếm tiền, yêu cầu kiếm tiền mới này. Các bạn kích vào đây. Đó. Thì lúc này các bạn thấy nhá, nó sẽ hỏi là cái shop nick TikTok shop này muốn liên kết với tài khoản của bạn. Đó, thì các bạn nhớ rằng là cái nick TikTok shop kia là của mình. Bây giờ các bạn kích vào đây. Đó. Kích vào đây xong thì các bạn sẽ được chuyển đến cái màn hình như thế này. Đó, các bạn rất là đơn giản, các bạn sẽ kích cái phần là chấp nhận yêu cầu cho mình. Đó, các bạn sẽ đến phần là liên kết tài khoản, kích vào đây. Rồi, như vậy là ngay lập tức các bạn đã được liên kết với tài khoản rồi. Lúc này các bạn sẽ quay ra nick TikTok của các bạn và các bạn thoát ra cái nick TikTok. Nếu như không thấy cái phần này các bạn sẽ thoát ra và các bạn sẽ nhìn thấy một cái thông báo ở cái phần này. Ngay sau khi truy cập vào cái nick của bạn ấy và kích phần hồ sơ, các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy bắt đầu kiếm tiền về TikTok Shop. Đó, các bạn chỉ việc nhấn vào phần là bắt đầu, rất là đơn giản thôi. Rồi sau khi mà các bạn đã kích vào bắt đầu thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là hay là cái nick TikTok này lúc nãy nó không có cái tính năng TikTok Shop thì bây giờ nó đã có rồi. Các bạn bắt đầu lôi được những cái sản phẩm về. Đó, để thêm những sản phẩm về cái nick của bạn thì bạn rất là đơn giản, các bạn sẽ bấm vào phần là bắt đầu. Đó, các bạn kích vào phần bắt đầu này, các bạn sẽ được nhìn thấy cái màn hình như thế này. Đó, thì ở trong màn hình này chính là cái màn hình để các bạn lôi sản phẩm về. Thì các bạn sẽ nhìn thấy có những cái sản phẩm, thêm sản phẩm liên kết, các bạn thêm vào đây, kích vào đây. Đó, các bạn sẽ kích vào đây. Rồi bây giờ các bạn đang muốn bán bất kể một mặt hàng gì thì các bạn chỉ cần kích vào phần là tìm và kiếm ở đây để tìm cái tên sản phẩm. Hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy luôn những cái sản phẩm ở dưới này. Mình ví dụ ở dưới này họ đang có những cái người họ bán hàng và họ đưa lên cái trang này để các bạn có thể lấy về bán, lấy cái link thôi nha các bạn nhé, kéo cái sản phẩm này về cái tường TikTok thôi chứ không phải là lấy hàng về bán. Họ sẽ tự động gửi hàng đi bán hàng cho các bạn, các bạn không cần phải làm gì hết và các bạn sẽ được chiết khấu. Với những cái sản phẩm như ở đây các bạn sẽ nhìn thấy các bạn sẽ được kiếm được bao nhiêu tiền trên một cái đơn hàng này. Ví dụ như sản phẩm này bán là 89.900, mà nếu như bạn kéo cái sản phẩm này về tường TikTok các bạn bán được một sản phẩm thì các bạn sẽ kiếm được 14.834 đồng. Rồi bây giờ các bạn sẽ kích vào thêm. Đó. Ok, các bạn sau khi các bạn kích vào thêm phần này rất quan trọng nha các bạn nhé. Để có thể mà nhận tiền được ấy, thì các bạn buộc các bạn phải tạo một cái tài khoản. Đó, các bạn nhìn này, tạo tài khoản nhận tiền hoa hồng trước. Các bạn sẽ nhấn vào đây, tạo tài khoản. Các bạn nhớ cho mình cái này là cực kỳ quan trọng nhé. Cái phần này rất nhiều người hiện tại bây giờ đi làm tiếp thị liên kết nhưng mà không rút được tiền là vì cái này. Cái phần nhập họ tên này các bạn đọc kỹ này.
thiết lập tài khoản để nhận hoa hồng thì hãy đảm bảo họ tên của bạn trùng khớp với họ tên trên tài khoản người thụ hưởng, nếu không bạn sẽ không rút được tiền. Cái này có nghĩa là gì? Cái tên của bạn trên tài khoản ngân hàng là cái gì thì các bạn phải nhập đúng như vậy. Thì cái phần trên này sẽ là tên và phần dưới này là họ, thì nó có cái gì ở trên thẻ ngân hàng bạn phải nhập đúng như vậy. Đây ví dụ mình là Đại thì ở dưới mình là họ Nguyễn Trung Đại đúng không, mình sẽ nhập chữ Đại vào đây. Đấy, phần dưới này là Nguyễn Trung, mình sẽ nhập là Nguyễn Trung. Các bạn viết in hoa có dấu nhá, hoặc là không dấu cũng vẫn được, các bạn nhớ phải viết đúng như này, họ ở dưới và tên ở trên. Sau khi mà các bạn ghi xong cái này rồi, các bạn chỉ việc nhấn là gửi đi. Đó. Đó. Các bạn nhớ nhá, Đại Nguyễn Trung trùng khớp với tên tài khoản người thụ hưởng để không thay đổi tên sau này, các bạn nhấn vào gửi. Các bạn yên tâm là nó cái đẻ tên Đại Nguyễn Trung này nó hơi ngược nhưng không sao, mình đã thử rồi và rút được tiền bình thường nhá, các bạn nhấn gửi đi. Đó. Thì sau khi mà các bạn đã thêm được cái sản phẩm về cái tường của bạn ấy thì nó sẽ hiển thị trong cái nick của bạn. Đây. Các bạn thấy chưa? Các bạn đã bật được cái tính năng TikTok Shop lên và cái đây nick của mình có một follower thôi. Mình đã bật được tính năng này. Và bây giờ nếu như người dùng họ cứ xem video và họ kích vào cái TikTok của bạn và họ kích vào đây họ mua hàng là các bạn bắt đầu kiếm được tiền hoa hồng. Rồi, bây giờ làm thế nào để bán được hàng thì tiếp tục mình sẽ chỉ các bạn cách rất là đơn giản để các bạn có thể làm video để bán hàng được. Rồi thì để có thể bắt đầu bán hàng được, vì khi đã lôi sản phẩm về rồi thì làm thế nào để bán hàng được thì phải tạo ra video thì các bạn mới có thể bắt đầu bán hàng được. Và video các bạn sẽ gắn link sản phẩm vào giống như các cái video mà các bạn xem trên TikTok ấy. À, thì có một cái vấn đề là rất nhiều bạn không biết làm thế nào, không biết làm video như thế nào, thì bây giờ mình chỉ bạn một cách cực kỳ là đơn giản. Đó. Các bạn sẽ kích vào phần là TikTok Shop này nhá, các bạn truy cập vào hồ sơ này, các bạn truy cập vào TikTok Shop này, các bạn sẽ nhấn vào phần nhập này. Rồi sau khi mà các bạn nhấn vào đây thì các bạn kéo xuống phần dưới này cho mình. Đó. Thì các bạn nhìn thấy nó có một phần là cảm hứng tạo video. Thì đây là những cái video đang có rất là nhiều view cũng như là đang bán được rất là nhiều hàng ở trên TikTok. Các bạn hoàn toàn có thể làm theo mình để tạo ra những video của riêng các bạn. Đây, các bạn sẽ kích vào đây. Hoặc là nếu như không kích vào đây lấy video như thế này thì các bạn có thể lấy những cái video nhiều view ở trên TikTok mà đang bán hàng ấy, sau đó nó phù hợp với sản phẩm bạn muốn bán ấy. Rồi, trên tất cả các video nó có một cái phần là duet này, các bạn nhìn này. Đây, các bạn có thể kích vào đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn kích vào chữ duet ở đây. Thì sau khi các bạn kích vào chữ duet thì đây là đối với những cái video mà cả trong cái phần bán hàng này. Đây thì các bạn thấy nhá, các cái video này nó sẽ cho phép các bạn tạo này, TikTok nó sẽ cho phép các bạn tạo như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy có một phần bố cục ở đây, các bạn có thể chọn là trên dưới hoặc là trái phải. Đấy. Ví dụ như này, thì những cái video này các bạn khi họ đã làm rất là nhiều view rồi, các bạn chỉ cần ngồi các bạn quay này, các bạn có thể không cần nói gì cả, các bạn chỉ cần nhìn và các bạn thể hiện cái cảm xúc của mình theo kiểu vui buồn hoặc là thêm một vài câu bình luận gì đó. Đấy. Thì không cần các bạn phải biết quay video, các bạn chỉ cần làm thế này thôi là các bạn tạo được video và các bạn đăng được lên TikTok, sau đó thì các bạn sẽ gắn link sản phẩm được. Đó. Thì đây là cái cách các bạn ở trên những cái video mà các bạn xem ở đây. Còn đây, mình ví dụ là các bạn có thể tạo cái video theo cái kiểu là các bạn xem những video như này. Đây, ví dụ là những cái video ở trên này đi. Lấy video trực tiếp ở trên các nick TikTok này đi. Thì đây, ví dụ là một cái video bán hàng. Đây, ví dụ video này chẳng hạn. Rồi, bây giờ các bạn muốn duet đúng không? Các bạn sẽ kích vào cái phần là chia sẻ này này. Cái nút chia sẻ ở dưới đây nhá các bạn nhá. Kích vào cái nút chia sẻ này. Đó, thì các bạn kích vào đây. Kích vào đây xong thì các bạn cũng nhìn thấy cái chữ duet đây. Các bạn sẽ kích vào cái chữ duet này, các bạn kích vào đây. Thì nó cũng tương tự như cái cách mà các bạn vào tìm những cái video mà trên cái TikTok Shop nó đang thịnh hành ấy. Thì lúc này họ cái TikTok họ sẽ cho phép các bạn có thể là duet cái video này, tức là thể hiện cái cảm xúc của bạn với video này. Thì các bạn chỉ việc là làm gì? Các bạn sẽ nhấn vào phần là quay để vừa quay vừa xem toàn bộ cái video này, và sau khi mà xem hết thì các bạn sẽ bắt đầu là thêm được những cái sản phẩm vào trong cái video này. Mình ví dụ đây mình sẽ làm một cái video nhé. Đó. Các bạn sẽ tích vào nút V này để có thể dừng cái video đoạn video này. Đấy, các bạn có thể thể hiện cảm xúc vui buồn cười nói gì đấy, các bạn tùy, các bạn không cần nói gì cũng vẫn được. Các bạn sẽ tích vào đây. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nhá, nó sẽ đến cái đoạn này rồi. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần là tiếp tục này. Sau khi mà bạn nhấn tiếp tục thì các bạn hãy lưu ý rằng các bạn hãy nhớ này, nó có cái phần là thêm cái sản phẩm liên kết ở đây, chính là cái lúc mà các bạn thêm những cái sản phẩm vào để bắt đầu bán hàng. Đó, thì các bạn kích vào phần thêm sản phẩm này. Thì các bạn hãy nhớ rằng nhá, tất cả các sản phẩm muốn thêm vào đây là những cái sản phẩm bạn phải lôi về cái nick TikTok rồi. Đó. Thì đây là những sản phẩm mình đã lôi về cái nick TikTok của mình rồi, theo cái cách giống như lúc trước mình chia sẻ. Thì các bạn bây giờ chỉ việc nhấn vào thêm. Đó. Các bạn sẽ nhấn vào phần thêm. Nhưng các bạn hãy nhớ cho mình nhá, những sản phẩm các bạn thêm phải phù hợp với cái video đó, tức là cái video nó nói về nội dung gì các bạn phải thêm đúng cái sản phẩm đó. Các bạn sẽ nhấn vào phần thêm này. Rồi. Lúc này các bạn chỉ việc nhấn là đăng đây nhá các bạn nhá. Các bạn nhấn vào phần đăng. Đó. Thì các bạn đợi một chút, cái video của bạn sẽ được đăng lên. Các bạn sẽ kích cái phần hồ sơ này. Mình để video này là riêng tư. Đây, các
các bạn nhé, cái video này các bạn sẽ kích vào đây các bạn xem này. Đó thì sau khi mà các bạn đã đăng được những cái video này mà các bạn cũng chẳng cần làm gì, các bạn kích vào các bạn thấy nhá, các bạn xem cái video này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy cái phần là cái link mà các bạn gắn vào đây. Thì lúc này cái sản phẩm này có người xem video mà họ kích vào đây, họ mua. Đó, họ mua cái áo này là các bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng nhá. Đó, rất là hay. Rồi vậy thì sau khi mà các bạn đã kiếm được tiền rồi thì làm thế nào để rút tiền thì rất là đơn giản. Các bạn sẽ kích vào phần TikTok shop của các bạn. Các bạn sẽ kích vào phần là nhập này. Đó. Các bạn sẽ kích vào chữ nhập này thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần là hoa hồng ở đây. Đây nhá các bạn nhá, đây là cái phần hoa hồng, các bạn sẽ kích vào đây để xem số tiền các bạn kiếm được. Đó. Thì lúc này các bạn nếu như có số dư ở đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy tiền ở đây và các bạn có thể bắt đầu rút được. Đó. Thì rút được thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào chữ rút này thì các bạn sẽ thêm được cái tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản Zalo vào. Nhưng các bạn hãy nhớ cho mình nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình là các bạn rút tiền thì hãy rút về cái Zalo Pay nó rất là nhanh. Mình đã rút tiền về Zalo Pay nó chỉ đâu đó khoảng có tầm 5 giây là tiền đã về rồi. Đây ví dụ như hôm nay mình cũng rút một cái 28.000 này. Nó rất là đơn giản và rút rất là nhanh. Các bạn chỉ cần truy cập vào đây nó sẽ có phần thêm tài khoản ngân hàng hoặc là thêm tài khoản Zalo Pay. Khi các bạn nhấn rút nó sẽ cho các bạn thêm vào là các bạn bắt đầu kiếm được tiền từ kênh trên nick TikTok này rồi nhé. Rồi như vậy thì video của mình sẽ kết thúc ở đây. Video này hơi dài một chút. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Và các bạn nếu như có ý kiến thắc mắc gì, không hiểu phần nào thì các bạn hoàn toàn có thể để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.